Bạn quay trở lại kênh thiết bị điện Thanh Tâm. Hôm nay em sẽ review một cái tủ điện 3 pha điều khiển động cơ đảo chiều động cơ ha. Đây là động cơ cổng dùng trong cửa cổng công ty. Thì khách ở Biên Hòa Đồng Nai đặt mình làm cái tủ này. Và sau đây thì Tâm sẽ nhờ một anh bạn để review cái tủ này cho các bạn xem nha. Anh bạn này là làm ở thiết bị điện Thanh Tâm. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái tủ điện mà bên mình đang thi công lắp đặt cũng như là sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề là bảo hành thiết bị. Mình sẽ đi trực tiếp vào cái vấn đề đầu tiên, đó là cái tủ điện mà bên mình đang làm ở đây thì nó nhận được một cái yêu cầu của khách hàng, đó là sử dụng một cái tủ điện này để điều khiển một cái động cơ đóng mở cái cổng. Thì ở đây các bạn có thể thấy một cái hình mà mình đang vẽ minh họa. Cái cổng này thì các bạn có thể thấy gặp rất là nhiều ở các cái cổng công ty cũng như là ở nhà các bạn cũng có thể xài. Mình sẽ đi chi tiết vào cái thiết bị mà bên mình đang xài. Đầu tiên là bên mình đang xài cái hệ thống đèn báo motor 3 pha, thì các bạn sẽ xài hệ thống điện 3 pha. Khi mà có hệ thống điện 3 pha thì ba đèn báo này sẽ sáng. Cùng với đó là bên mình lắp đặt thêm hai cái đèn báo để cho người dùng biết được là động cơ đang chạy qua trái hay là động cơ đang chạy qua phải. Ở trong tủ thì bên mình xài một cái CV 3 pha, cùng với đó là hai cái khởi động từ dùng để đảo chiều động cơ. Ngoài ra thì bên mình muốn nhấn mạnh đó là cái thiết bị chuyên dụng của bên mình đang xài, đó là cái bộ đảo chiều động cơ 3 pha DC01. Về cái datasheet cũng như là sơ đồ đấu dây, cách hoạt động, cách điều khiển thì các bạn có thể lên trên trang trên kênh YouTube của thiết bị điện Thanh Tâm, hoặc là các bạn search thiết bị điện Thanh Tâm trên Google thì các bạn gõ DC01 thì các bạn sẽ nhận được toàn bộ các cái dữ liệu mà các bạn cần để biết thêm thông tin về cái bộ đảo chiều động cơ mà bên mình đang xài. Để không mất thời gian của các bạn nữa thì mình sẽ đi trực tiếp vào cái cách hoạt động của tủ điện này luôn. Đây, để mình giới thiệu. Đây, như mình đã nói ban đầu thì cái bộ tủ điện này nó sẽ điều khiển cái motor này. Khi motor được kích hoạt thì nó có thể chạy qua bên phải hoặc chạy qua bên trái, tức là cái cổng của các bạn sẽ chạy qua bên phải để đóng lại chẳng hạn, mà chạy qua bên trái để mở ra. Ở đây thì mình có xài một cái hai cái công tắc để thay cho hai công tắc hành trình trái hoặc là phải, tại vì khi cái motor các bạn chạy thì nó chạy qua bên phải thì nó phải đụng vào cái công tắc hành trình bên phải nó sẽ dừng lại, tương tự khi chạy qua trái thì nó sẽ đụng công tắc hành trình bên trái nó dừng lại. Ở đây thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy. Với cái tủ của bên mình thì các bạn có thể xài được ở hai chế độ. Chế độ đầu tiên là các bạn mở cửa tủ ra thì có thể xài hệ thống nút nhấn mà nó có trực tiếp trên cái bộ DC01 này luôn. Này, đây có hệ thống là ba nút nhấn, rất là đơn giản và dễ sử dụng. Nút nhấn thứ nhất là để cho động cơ chạy phải, mình có ký hiệu lên đây. Khi các bạn nhấn nút này thì cái khởi động từ bên phải nó sẽ được kích hoạt và động cơ nó sẽ chạy về phía bên phải. Tương tự khi các bạn nhấn nút trái thì cái khởi động từ bên trái nó được kích hoạt và động cơ sẽ chạy, cái cửa bạn sẽ chạy về phía bên trái. Khi các bạn nút nút ở giữa thì hệ thống sẽ dừng lại. Để tiện dùng hơn cũng như là càng ngày thì các thiết bị càng thông minh, bên mình cái bộ này có cho kết hợp cái remote, các bạn có thể thấy ở đây rất là nhỏ gọn và dễ sử dụng. Với thiết bị này thì các bạn có thể đứng ở cách xa hàng trăm mét các bạn vẫn có thể điều khiển được cái cửa các bạn theo ý muốn. Ở đây mình sẽ test cho các bạn thấy luôn, là mình có thể nhấn tương tự với ba nút ở trên cái bộ gắn ở cửa tủ đấy, bộ DC01, thì ở đây nó cũng có hệ thống ba nút nhấn. Động cơ chạy phải thì khởi động từ bên phải được kích hoạt, động cơ chạy bên trái thì khởi động từ bên trái được kích hoạt, và nhấn nút giữa thì hệ thống dừng lại. Với cái bộ này thì các bạn nó rất là thông minh, để các bạn có thể dạy cho nó khi về cái chức năng hoạt động của cái remote các bạn. Thì như mình đã nói thì các bạn có thể lên kênh YouTube của thiết bị điện Thanh Tâm để tham khảo vấn đề này. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy. Khi mà motor được kích hoạt, mình đã có điện vào đầy đủ rồi, đã có sơ đồ rồi, thì bây giờ mình sẽ nhấn cho động cơ chạy về phía bên phải ha. Rồi, đèn run phải, run right nó sẽ sáng. Khởi động từ bên phải đã được kích hoạt. Đây. Và khi cái cửa động cơ các bạn chạy một thời gian thì nó tới cái công tắc hành trình bên phải, nó sẽ và chạm vào. Khi chạm vào công tắc hành trình bên phải, lập tức động cơ dừng lại, đèn bên phải tắt, khởi động từ hết kích hoạt. Rồi, khi mà cái động cơ đã chạy về phía bên phải, chạm vào limit rồi thì cái động cơ không thể chạy tiếp về phía bên phải nữa,
mà bây giờ động cơ chỉ có thể chạy về phía bên trái thôi. Đây, đèn răng trái được kích hoạt, khởi động từ bên trái được kích hoạt. Và khi mà các bạn đã cho động cơ chạy về phía bên trái rồi thì cái limit này nó sẽ được mở ra. Rồi, chạy một thời gian thì cái limit switch bên trái, công tắc hành trình bên trái các bạn đã chạm vào, nó sẽ được kích hoạt. Tương tự thì đèn bên trái, đèn thể hiện động cơ chạy qua trái tắt và cái hệ thống đã dừng lại rồi. Đó, trên đây là toàn bộ những cái mà mình muốn chia sẻ trong cái video lần này. Thì nếu các bạn có cảm thấy nếu mà cần tìm hiểu thêm cũng như là có nhu cầu sử dụng cái thiết bị điện, tủ điện này thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với bên mình sẽ để lại số điện thoại để tư vấn cho các bạn. Cảm ơn.